Xin chào tất cả các bạn, trong bài học ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách làm sao để các bạn tạo ra một cái hiệu ứng chuyển động với sếp nhưng chúng ta sẽ sử dụng công cụ gọi là Pen Tool Đây là một cái chuyển động sẵn mà tôi đã tạo sẵn cho các bạn xem Đây như các bạn thấy Đây là một cái hiệu ứng chuyển động mà tôi đã vẽ nó bằng Pen Tool và áp dụng những cái animation mặc định sẵn có ở trong sếp để các bạn có thể tạo ra một hiệu ứng chuyển động hay chuyển cảnh như thế này để ứng dụng vào các cái video của các bạn hay là ứng dụng và quá trình các bạn có thể là xây dựng các cái gọi là infographic hay là xây dựng các hệ thống motion graphic nói chung đây là một kỹ năng rất quan trọng mà các bạn cần phải nắm được thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay và xây dựng cái hiệu ứng này đầu tiên các bạn chuột phải tạo một cái com ở đây tôi sẽ cứ để mặc định tên là com 2 thôi bạn chuột phải tạo com sau đó thì bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái shape layer vậy chúng ta sẽ tạo shape layer kiểu gì các bạn click chuột vào công cụ Pen Tool hay phím tắt là phím G ở trên đây ở đây nếu mục phim của các bạn đang để màu thì các bạn click chuột vào phim và các bạn chọn nó về gọi là năn cho tôi Bởi vì ở trong khóa học này chúng ta sẽ chỉ sử dụng hiệu ứng stroke thôi Đây ở đây mục stroke tôi đã tạo sẵn rồi và tôi đang để xem mặc định 52 Các bạn cứ để mặc định thôi Ở đây màu mặc định của tôi tôi sẽ chọn nó là màu vàng hả Đây các bạn thể thấy màu vàng Tôi để một cái màu vàng nhạt nhạt thôi cho nó dễ nhìn Thế là click OK Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái đường pen tool này các bạn thể thấy tôi đang vẽ trên hình đây đấy các bạn thấy chúng ta sẽ vẽ một cái đường pen hãy như các bạn thấy đây là một cái đường pen tool mà tôi đã vẽ sẵn chúng ta sẽ căn chỉnh nó một chút cho nó đều Đây chúng ta căn chỉnh nó một chút trông cho nó đều nhau một tí rồi Rồi như các bạn thấy ở đây Thì tại sao chúng ta lại phải sử dụng đến cái chốc này thay vì chúng ta sử dụng phim Bởi trong cái bài học này thì cái hiệu ứng chuyển động này nó sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào cái gọi là stroke thôi Chứ nó không cần các bạn sử dụng đến những hiệu ứng khác như là phim Đây thì bây giờ sau khi chúng ta đã tạo xong một cái layer Xếp một này rồi thì chúng ta sẽ tạo tiếp một layer xếp hai bằng cách các bạn Chỉ việc gọi là Duplet nó thôi Tuy nhiên trước khi các bạn nhân đôi cái layer này chúng ta cần làm một số việc để tạo ra sẵn những cái hiệu ứng chuyển động để các bạn không cần mất công làm lại nó một lần nữa hay là phải copy paste nó sang cái layer tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng cho nó đầu tiên ở đây các bạn vào sổ mục content này ở mục save này các bạn ở phía mục add các bạn áp vào đây rồi các bạn chọn mục cho tôi gọi là chim pad đây sau đó các bạn sổ chuột xuống cái chim pad này nó có cái tác dụng gì chim pad này nó có tác dụng là điều chỉnh cái tốc độ hay là cái khả năng xuất hiện theo thứ tự từ từ của cái chuyển động của cái hình xếp này bây giờ tôi sẽ minh họa cụ thể cho các bạn dễ nhìn đây như các bạn thấy khi chúng ta kéo n về không thì chúng ta không nhìn thấy đường này đâu cả và chúng ta tăng dần nó đây như các bạn thấy đấy các bạn để thấy ở đây đấy nó đang tăng dần và ở đây mặc định tôi sẽ xét cho nó là 100% này ở khung thứ 15 của frame ta để nó phần trăm các bạn ấn key frame ở đây đấy ở một cuối này thì tôi sẽ để nó là không như các bạn thấy ở đây đấy hiệu ứng này nó sẽ hoàn toàn tự động hiển thị cho các bạn thấy ở trên màn hình như các bạn đang xem các bạn thấy đấy. sau đấy bây giờ chúng ta sẽ làm việc gì chúng ta sẽ nhân đôi cái layer này lên và việc các bạn ấn Ctrl D sau đấy chúng ta sẽ quay cái layer này lộn ngược lại tại sao chúng ta lại lộn ngược nó lại bởi vì chúng ta lộn ngược nó lại để nó cân đối với cái bên này một cách đối xứng để chúng ta tạo nên hai cái giống như hai cái rèm ấy các bạn kéo nó vào bây giờ chúng ta sẽ một rotation ra các bạn ấn nút phím tắt là R thay vì phải sổ tắt và đây tôi gõ 180 độ Đấy thì toàn bộ cái này nó đã được lộn ngược sang bên này Các bạn thấy và nó vẫn bảo lưu toàn bộ cái chuyển động Của hai cái layer, cả hai cái layer Thế bây giờ chúng ta sẽ đổi màu cho layer shape 2 Các bạn click chuột vào shape 2 Ở stroke các bạn đổi màu Như đây tôi sẽ đẩy nó thành màu xanh chẳng hạn Rồi Sau khi chúng ta đã đổi màu xong này rồi Thì các bạn thấy rằng chúng ta mới chỉ có một cái chuyển động Là một cái chuyển động hoàn toàn thông túy bằng Stroke thôi, nó chả có gì cả Bây giờ chúng ta phải làm gì Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng khác như bạn. Bây giờ các bạn sổ chuột tiếp layer 1 quay về layer 1 content. Đây các bạn thấy, bây giờ chúng ta sẽ làm việc cụ thể với cái mục stroke này. Các bạn vào mục stroke. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với nó. Chúng ta sẽ xác định cái keyframe cho nó chuẩn nào. Các bạn ấn phóng to lên và nút cộng trừ ở cái layer timeline. Các bạn kéo chuột về cái mục keyframe đã hoàn chỉnh ở dây frame thứ 15. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cái stroke width này lên. Chả, đây, tôi đang phóng to lên. Các bạn cứ kéo nó to lên đi cho đến khi nào nó phủ kín đi thôi. Đấy, nó phủ kín ra. Rồi. Và các bạn set keyframe cho tôi luôn, width ở mục này luôn. Đấy, để nó che kín, khi nào nó che kín này thì ok. Chúng ta quay về điểm đầu, chúng ta sẽ set cho nó chỉ vào khoảng 52 thôi. Tại sao chúng ta phải set cái này? Chúng ta set cái này để cái stroke này nó sẽ to dần lên trong quá trình nó biến chuyển. Đấy và nó sẽ phủ kín cái màn hình và nó tạo ra cái hiệu ứng như chúng ta. Đây như các bạn đang thấy. Đấy, chúng ta có một cái hiệu ứng như thế. Và với cái layer trên chúng ta cũng làm tương tự các bạn vào một con tem này. Nếu như mà nó chưa có cái gọi là layer stroke ở đây, đây các bạn sổ xuống nó có layer stroke đây. Nếu nó chưa có thì các bạn chỉ việc vào add này, các bạn vào một stroke này là nó sẽ ra. Đấy, bây giờ tôi sẽ phóng to cái layer này cũng y nguyên như vậy. Đến cái frame cũng vậy, chúng ta sẽ phóng to nó ra. Đấy. Rồi. Các bạn thấy như vậy là chúng ta đã hoàn thành gần như là tới 80% hiệu ứng rồi Tuy nhiên chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng nữa Để làm cho cái hiệu ứng này nó trở nên mật mà hơn Như các bạn thấy ở đây này Thì cái đường kẻ này nó đương đối không được đẹp cho lắm Và nó vẫn bị dư thừa Hay là nó tạo ra một cái kẻ sọc xung quanh nó không được đẹp Vậy chúng ta làm nào Các bạn click chuột vào xếp file Các bạn vẫn một content Các bạn vào mục Add này Các bạn chọn gọi là Booker và Plot này Giấy các bạn sổ chuột xuống cái mẫu cơ và vừa này nó có tác dụng gì? Nó sẽ có cái tác dụng là điều chỉnh cái độ méo của những cái này khi nó giao tiếp với nhau hay là độ méo khi chúng ta hoàn thiện. Bây giờ tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy. Đây như các bạn vừa dùng thì nó sẽ bị méo đây. Thì bây giờ tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy. Đấy các bạn thể thấy nó điều chỉnh hoàn toàn cái độ méo của nó. Ở đây tôi sẽ xét là trừ 40 thôi, trông cho đẹp. Đây các bạn thể thấy nó sẽ có sự thay đổi rất rõ rệt luôn. Đấy là cái mục bên này khi chúng ta không xét cái bộ đấy thì nó sẽ không cong còn cái này nó sẽ cong đấy tùy vào các bạn nhưng ở đây tôi chỉ xét minh họa một bên thôi để cho các bạn thấy được là nó cong và nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng ghép vào trong nó đẹp hơn đây như các bạn đang thấy nó sẽ trông đẹp hơn rất nhiều so với là cái việc chúng ta không sử dụng hiệu ứng này như vậy là tôi đã vừa về hướng dẫn xong cho các bạn cách các bạn có thể tạo nên một hiệu ứng chuyển cảnh hay là tạo một cái chuyển động bằng motion graphic về những cái xếp hay là về những cái gì sẵn có trong After Effects bằng việc các bạn sử dụng Ben Tool. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.